A91. Xin chào, mình là Ngọc Vi và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bóc tem chiếc máy này Apple A91 mở bán từ hôm nay 3 tháng 3 với mức giá 6.990.000. Rồi, bây giờ thì mình sẽ khui xíu. À, cái cảm giác này rất là tuyệt vời. Như slow motion nãy giờ nó chưa thuộc luôn. Đó, đây là cái máy để qua một bên trước. Và đây, chúng ta sẽ có một cái bộ phụ kiện màu trắng gồm cáp USB-C, tai nghe và quan trọng nhất đó chính là cái củ sạc. Bởi vì cái chiếc A91 này sẽ có sạc VOOC 3.0, tức là củ sạc này là củ sạc nhanh 20W. Ngoài ra thì Apple vẫn chu đáo như mọi khi, chúng ta sẽ có một cái ốp lưng silicone đi kèm. Rồi, ngay trên cái miếng siêu thì Apple đã mô tả luôn những cái điểm nhấn nổi bật nhất của chiếc A91 này. Nhưng mà để từ từ mình sẽ nói, còn bây giờ thì mình phải mở nguồn nó đã. Trong thời gian chờ khởi động thì chúng ta sẽ xăm soi thiết kế bên ngoài. Như vậy thì cái màu của cái máy này là nó giống với bên ngoài luôn. Vậy mà mình tưởng là cái này là màu xanh, màu tím gì đó cho nó nổi bật thôi. Như vậy thì đây chính là phiên bản màu trắng sành điệu. Trắng ở đây không phải là kiểu trắng tinh tươm, mà cái trắng này nó vẫn có gradient phối màu theo cái xu hướng. Cái gradient nó vẫn chưa qua mùa mấy bạn à. Nó mang cái cảm giác rất là mát mẻ, dễ chịu. Giữa cái tình hình căng thẳng như thế này thì một cái tông màu nhẹ nhàng nó sẽ phù hợp nhất. Và cái mặt lưng này phải nói là Apple làm theo một cái khuynh hướng gọi là cực kỳ đơn giản, tối giản luôn. Nó chỉ có một cái cụm camera ở đây, một cái logo ở đây làm điểm nhấn. Và mặt lưng này cũng không có những cái đường vân, đường cắt xẻ gì ở đây hết, mà là một cái mặt lưng trơn bóng hoàn toàn. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có màn hình giọt nước quen thuộc. Và theo cái cảm giác của mình thì cái phần viền bên dưới này của A91 nó mỏng hơn so với một số cái chiếc máy tầm trung cũng cùng phân khúc này và sử dụng cái kiểu màn hình tương tự. Nhìn chung thì cái chiếc A91 này là mỏng gọn, cầm tay thoải mái và nó mang đến cái cảm giác rất là nhẹ nhàng cả về màu sắc hay là cả về tổng thể máy. Ngoài ra bên dưới thì chúng ta sẽ có cổng sạc USB-C và nó vẫn sẽ có jack 3.5. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình AMOLED 6.4 inch với độ phân giải là Full HD Plus và màn hình này có tỷ lệ là 29. Chiếc màn hình này cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 luôn. Về hiệu năng thì có vẻ đây sẽ là điểm khiến cho các bạn phải phân vân nhiều nhất với cái chiếc A91 này, bởi vì nó vẫn dùng con chip Helio B70 quen thuộc trên những cái sản phẩm Apple. Bù lại thì chúng ta sẽ có cái nâng cấp lớn về RAM và bộ nhớ trong với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Về camera thì 4 camera sau này chúng ta sẽ có một cái camera chính 48MP, một cái camera góc siêu rộng 119 độ có độ phân giải là 8MP, một cái ống kính macro 2MP có thể chụp ở khoảng cách 3cm. Và cuối cùng là một cái camera phụ 20MP dùng để đo độ sâu, hỗ trợ chụp ảnh chân dung xóa phông. Còn về camera selfie thì chúng ta sẽ có một chiếc camera selfie với độ phân giải là 16MP. Và cái khả năng làm đẹp của Oppo thì vẫn là cái mà không cần phải bàn cãi gì thêm. Bây giờ đang rất là tàn tạ mà lên vẫn tươi tươi. Về pin, mặc dù là không có đạt tới con số 5.000 như một số chiếc máy gần đây và chỉ dừng chân ở 4.025mAh, nhưng mà bù lại thì chiếc máy này lại có sạc nhanh VOOC 3.0 đi kèm, có thể sạc được 52% pin chỉ trong 30 phút. Tí nữa thì quên, nãy giờ lật tới lật lui thì các bạn sẽ không thấy cảm biến vân tay vật lý của chiếc máy này đâu. Đó là bởi vì nó cũng sẽ dùng cảm biến vân tay dưới màn hình. Và lần này thì theo Apple nó là cảm biến vân tay 3.0 đã có một số cái cải tiến. Về cá nhân mình thấy là cái tốc độ nhận diện của nó khá là nhanh nhạy luôn. Đó, chỉ cần chạm một phát thôi là nó đã mở vào luôn. Mình không cần phải ấn giữ nó quá lâu. So với những cái chiếc máy tầm trung khác cũng trang bị thì mình thấy là Apple làm tốt về cái khoản này hơn. Đó là những cái trải nghiệm sơ sơ và chúng ta sẽ có nhiều bài hơn, đặc biệt là về trải nghiệm camera của chiếc máy này cũng như là về phần hiệu năng. Còn các bạn liệu có lựa chọn chiếc máy này không hay có một lựa chọn khác thì đừng quên để lại comment ở ngay bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.